về mục tiêu. Cái này cô vẫn ghi là về cái này là để cho các bạn của cả các bạn đa khoa nữa, thì nó sẽ có là tiêu chuẩn chẩn đoán các biến chứng cấp tính và mãn tính. Và ở đây về nguyên tắc điều trị, nó sẽ có nguyên tắc điều trị cơ bản của bệnh đái tháo đường và các nhóm thuốc điều trị. Đấy là mục tiêu chung. Về thứ nhất, các em đã học bài bệnh bài triệu chứng đái tháo đường rồi, cô chỉ nhắc qua thôi. Bây giờ thì bệnh đái tháo đường nó đã rất là phổ biến trên thế giới rồi. Như các em thấy, bây giờ cứ 10 giây là có 3 người phát hiện ra đái tháo đường và có một người chết vì đái tháo đường. Như vậy tỷ lệ bệnh đái tháo đường trên thế giới, như các em nhìn thấy, nó càng ngày càng tăng. Và tính đến năm 2045 thì như em thấy là cái tỷ lệ nó càng ngày tăng lên càng đáng kể. Về định nghĩa đái tháo đường thì cái này cô sẽ không nhắc lại quá nhiều. Thứ nhất đó là chuẩn đoán của nó là gì? Nó là tăng đường huyết mãn tính cộng với cả rối loạn chuyển hóa carbon hydrate, lipid và protein. Cái này nó sẽ có hai nguyên nhân, một là do thiếu insulin và thứ hai là do đề kháng insulin. Về chuẩn đoán đái tháo đường, đây là theo tiêu chuẩn của ADA, em có thể lấy năm 2017 hoặc là lấy năm 2019 hay 2020, cái đấy thì tùy các em. Tuy nhiên có một cái cần chú ý cho cô, đó là cái tiêu chuẩn chuẩn đoán trong sách giáo khoa của các em đã cũ rồi, nó không có dấu bằng mà nó chỉ có dấu lớn hơn thôi. Nên các em cần chú ý trong tất cả các tiêu chuẩn chuẩn đoán của bệnh nhân đái tháo đường nó đều có dấu lớn hơn hoặc bằng, và đừng bao giờ quên cái đấy, vì trong sách cũ là chỉ có dấu lớn hơn. Và mỗi khi hỏi các em về tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường thì các em thường các em chỉ nói là lớn hơn thôi, không bao giờ nói được dấu bằng cả. Mà nếu mà như thế có nghĩa là mình đã làm tiêu chuẩn chẩn đoán sai. Các dạng tiền đái tháo đường là có dạng là giảm dung nạp đường và giảm gluco lúc đói, và glucose niệu thì không có giá trị chẩn đoán đái tháo đường. Về các em đã học bắt vào các triệu chứng của đái tháo đường rồi, các em thấy rồi đấy. Khi một bệnh nhân chuẩn đoán đái tháo đường, đặc biệt đái tháo đường type 2, nó chỉ là một phần nhỏ thôi, còn ở dưới đó là bao nhiêu những cái rối loạn kèm theo của bệnh nhân. Nó có thể biến chứng mạch máu, nó có thể cái liên quan đến rối loạn mỡ máu, nó về kháng insulin khác nhau. Chính vì vậy ở một bệnh nhân đái tháo đường, ngoài cái việc mình chuẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường thì các em cũng phải có liên quan đến các biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường nữa. Về đái tháo đường, phân loại của nó sẽ có ít nhất là đái ba loại, là đái tháo đường type 1, type 2 và đái tháo đường thứ phát. Mọi người đang được các em mới nhìn thấy đấy. Nào. Nào, bây giờ thì là cô chỉ nhắc lại một chút so với cả cái đái tháo đường. Cô xin lỗi một chút để cô ngồi ở chỗ khác đã. Em đi nhờ chị. Nó có nhấp nháy đỏ đỏ. Nó đang trắng rồi, nó đang xanh xanh cái này trên buồn này. Ngồi vào đây để em giảm. Bây giờ cô nhắc lại một chút các loại đái tháo đường. Đái tháo đường type 1 là gì? Đái tháo đường type 1 thì là do là của tự miễn. Thực ra nó có cả nguyên nhân vô căn nữa, không phải là chỉ có riêng vấn đề về tự miễn. Do tế bào beta bị phá hủy hoàn toàn, chính vì vậy ở bệnh nhân này các em sẽ thấy bệnh nhân còn rất là trẻ. Thường là dưới 35, thực ra cái này là vẫn là tiêu chuẩn cũ rồi. Bây giờ người ta thấy rằng thông thường là dưới 25. Bệnh nhân thường là gầy, triệu chứng lâm sàng thì rầm rộ, bệnh nhân thường có đường huyết rất là cao và thường có acetone niệu. Biến chứng thường gặp của bệnh nhân đái tháo đường type 1 là hôn mê niệu toàn acetone. Trong thời điểm mà bệnh nhân đái tháo đường type 1 được chẩn đoán thì người ta thấy rằng đa phần là bệnh nhân chưa có biến chứng mạn tính, tuy nhiên là một số trường hợp của bệnh nhân cũng đã có nhưng không phải là nhiều. Chính vì vậy người ta thấy rằng là ở bệnh nhân đái đường type 1 thì người ta sẽ tầm soát biến chứng, xuất hiện biến chứng sau khoảng 5 năm khi mà phát hiện ra đái tháo đường. Đấy là một số người ta thấy là như vậy. Còn đến đái tháo đường type 2 thì nó lại ngược lại so với đái đường type 1. Thứ nhất là đa phần bệnh nhân thường là diễn biến âm thầm từ từ. Nó có cả hai nhóm nguyên nhân, bệnh nhân vừa kháng insulin và bệnh nhân vừa thiếu insulin. Và thực ra ban đầu tiên của bệnh nhân ý, thì là người ta là tình trạng kháng insulin.
Xong sau đó khi mà tình trạng kháng insulin quá nhiều làm cho cái tụy nó phải hoạt tăng hoạt động hơn rất là nhiều thì dần dần nó cũng sẽ bị suy yếu và nó dẫn đến tình trạng thiếu insulin tương đối. Và ở bệnh nhân này thông thường người ta sẽ có những nguy cơ, ví dụ như bệnh nhân béo phì, bệnh nhân rối loạn mỡ máu, bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân có tiền sử gia đình bị đái tháo đường, bệnh nhân có đái tháo đường thai kỳ. Bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ hoặc là có những yếu tố nguy cơ khác nữa. Người ta thấy rằng lúc trước ý, thì thay thấy là bệnh nhân đái tháo đường type 2 người ta sẽ thấy hay gặp ở bệnh nhân trên 35 tuổi. Tuy nhiên là bây giờ người ta nhận thấy rằng là cái tỷ lệ, cái tuổi của bệnh nhân đái tháo đường type 2 càng ngày càng sớm hơn. Người ta thấy rằng cái này liên quan rất là nhiều liên quan đến cái chế độ luyện tập. Hoan ơi Hoan đóng chỉ cái cửa. Liên quan đến cái chế độ luyện tập rồi liên quan đến chế độ ăn sinh hoạt. Thế nên tại vì tỷ lệ người béo phì càng tăng lên thì nó sẽ làm cho cái tỷ lệ đái tháo đường type 2 sẽ xuất hiện càng ngày càng sớm hơn. Người ta thấy có thể là 25 tuổi người ta sẽ có đái tháo đường type 2 rồi. Còn một loại đái tháo đường thứ ba người ta coi là đái tháo đường khác. Đái tháo đường khác hay đái tháo đường thứ phát. Thì đái tháo đường thứ phát này thì nó có thứ nhất là đái tháo đường thai kỳ. Thứ hai, đái tháo đường thứ phát thì nó được coi là đái tháo đường có nguyên nhân. Có nguyên nhân ở đây là gì? Có nghĩa nó sẽ xuất hiện sau một cái bệnh lý khác. Ở đây thì thông thường các em có thể thấy rằng là các thầy cô hay dạy các em nó là những nguyên nhân hay gặp như là ví dụ bệnh lý về tụy, như là các bệnh nang tụy, rồi ung thư tụy, rồi bệnh nhân có tiền sử cắt tụy, rồi viêm tụy cấp, rồi sỏi tụy. Các bệnh lý về nội tiết như là các bệnh lý về tuyến yên, các bệnh lý về tuyến thượng thận, các bệnh lý có thể tuyến giáp như là cuồng giáp nó cũng có thể gây ra, các hội chứng di truyền như đau tức nơ rồi do nhiễm khuẩn sởi qua bị, mà đặc biệt có một nhóm mà không bao giờ được quên đó là do thuốc. Ở mình thì cái việc dùng thuốc corticoid nó quá lạm dụng và nó quá là phổ biến và quá là dễ dàng. Bệnh nhân người ta rất là dễ dàng, người ta có thể đi ra ngoài hiệu thuốc mua các loại thuốc giảm đau. Ở đây các em cần chú ý là không chỉ riêng là các loại thuốc giảm đau đâu, corticoid đâu, mà thực ra còn một số loại thuốc khác mà thực ra bệnh nhân rất hay dùng, đó là những bệnh nhân về da liễu hoặc những bệnh nhân về tai mũi họng. Những cái mảng đấy là người ta rất rất hay dùng corticoid để làm giảm triệu chứng, vì bản thân những cái đấy là thông thường nó là liên quan đến cơ địa và liên quan đến bệnh lý mạng tự miễn. Thế nên là cái corticoid lại là cái thuốc để các bác thông thường các bác ưu tiên đầu tay để các bác điều trị, nhưng khi dùng nó kéo dài sẽ gây ra rất nhiều biến chứng giống như các em đã học các tác dụng phụ của bệnh của corticoid. Đấy là các phân loại đái tháo đường. Các biến chứng của đái tháo đường thì nó sẽ chia làm hai nhóm, một là biến chứng tính và hai là biến chứng mãn tính. Khi em muốn chuẩn đoán một bệnh nhân đái tháo đường thì cái đầu tiên em chuẩn đoán bệnh nhân là đái tháo đường đúng hay không, nó sẽ có tiêu chuẩn chuẩn đoán đái tháo đường. Thứ hai đó là đái tháo đường loại nào, thì cô đã nhắc lại ba cái loại đái tháo đường thường gặp nhất, thì đấy là cái thứ hai các em sẽ cần phải đánh giá là bệnh nhân đái tháo đường loại nào. Và thứ ba, đây là cái phần mà thường là phức tạp nhất, mất nhiều thời gian nhất và nhiều khi nó cũng là khó nhất, đó là tìm được các biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường. Biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường thì nó sẽ chia làm hai nhóm là biến chứng cấp tính và biến chứng mãn tính. Biến chứng cấp tính thì thông thường nó hay gặp hai loại là hôn mê tăng áp lực tăng đường máu và hôn mê do hạ đường máu. Hôn mê do tăng đường máu thì như các em biết rồi, hôn mê nhiễm canxi, hôn mê nhiễm tăng áp lực thẩm thấu, rồi hôn mê nhiễm toàn axit lactic. Thường tăng áp lực thẩm thấu người ta hay gặp ở đái tháo đường type 2, và đặc biệt ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 bỏ thuốc hoặc là không tuân thủ điều trị. Thứ hai là nhiễm toan ceton thì hay gặp ở bệnh nhân đái tháo đường type 1. Thứ ba là toan axit lactic thì như người ta thấy là có thể gặp sau một số trường hợp mà bệnh nhân đang dùng metformin. Tuy nhiên là cái này thì thường là ít gặp thôi, đa phần các em gặp trên lâm sàng là do tăng áp lực thẩm thấu và do nhiễm toan ceton là chính. Bây giờ còn một loại hôn mê nữa mà nó được gọi biến chứng cấp tính nữa mà thực ra ở bệnh nhân đái tháo đường rất hay gặp, đó là hạ đường huyết. Hạ đường huyết này thì có rất 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 nhiều nguyên nhân gây hạ đường huyết. Tuy nhiên là cái này thì mình bắt buộc mình phải chú ý, bởi vì sao? Bệnh nhân đấy như các em nhìn thấy, khi này thì bệnh nhân các biến chứng cấp tính này bệnh nhân vào với các em nó chỉ có một biểu hiện duy nhất thôi, đó là hôn mê. Thế thì nếu như khi em thử đường máu nó sẽ có hai chiều hướng, một là tăng, hai là giảm, thì mình sẽ theo cái hướng này. Còn tất nhiên trong trường hợp mà đường máu bệnh nhân bình thường
thì khi đấy em phải nghĩ xem hôn mê ra nguyên nhân khác hay không. Ví dụ do tai biến mạch máu não, đấy là khi mà mình chụp cấp cứu các em có thể thấy là các bác sĩ thường là xử trí theo các hướng như vậy. Về hôn mê nhiễm toan ceton, cái này cô nhắc qua một chút. Đây là những cái gọi là nó gọi là những cái cơ bản nhất và những cái là gọi là những dấu hiệu nhận biết dễ nhất mà em có thể thấy được ở một bệnh nhân nếu như hôn mê nhiễm toan ceton. Đó là thường và bệnh nhân này được tiết một. Thứ hai là bệnh nhân lâm sàng có những dấu hiệu gì? Dấu hiệu mất nước, dấu hiệu tăng đường huyết và dấu hiệu nhiễm toan. Nhiễm toan đặc trưng của nhiễm toan đó là bệnh nhân sẽ thở nhanh sâu và mùi ceton hay là mùi táo tối. Ngoài ra thì bệnh nhân thường là có thể là rối loạn về tâm thần, bệnh nhân buồn nôn, nôn đau bụng. Về cận lâm sàng thì đường máu ở bệnh nhân trong trường hợp nhiễm toan thì thường không phải quá cao. Nó thường thì có thể nó chỉ tầm trên 14-15 thôi chứ không phải là quá cao. Tuy nhiên khi làm khí máu thì bệnh nhân sẽ có tình trạng nhiễm toan, pH giảm, HCO3 trừ cũng giảm. Ceton máu thì là tiêu chuẩn chẩn đoán. Tuy nhiên không phải là chỗ nào cũng có thể làm được ceton máu và người ta có thể đánh giá gián tiếp qua cái ceton liệu. Khoảng trống anion của bệnh nhân sẽ tăng. Ở bệnh nhân hôn mê tăng áp lực thẩm thấu thì bệnh nhân như thế nào? Bệnh nhân ở thường là gặp bệnh nhân đái đường type 2, bệnh nhân sẽ có dấu hiệu mất nước và có dấu hiệu của tăng đường máu nhưng không có dấu hiệu nhiễm toan. Đấy là cái cần phải chú ý. Đường máu ở trong trường hợp bệnh nhân mà tăng áp lực thẩm thấu thì thông thường rất là cao. Có thể em thấy là trên 30 bệnh nhân có thể đường máu HI không đo được. Cái đấy thì gặp rất là nhiều. Và áp lực thẩm thấu bệnh nhân thường là tăng cao. Bình thường áp lực thẩm thấu bình thường, áp lực thẩm thấu máu bình thường nó sẽ từ 280 cho đến 320. Thế nhưng ở bệnh nhân mà có tăng áp lực thẩm thấu thì thông thường áp lực thẩm thấu bệnh nhân sẽ trên 320. Và đây là một cái công thức tính áp lực thẩm thấu hiệu dụng các em có thể áp dụng ở trên lâm sàng. Đấy là hai biến chứng. Còn biến chứng hôm nay tăng áp lực cao hạ đường huyết thì cô sẽ nói sau. Vì nó ở trong cái nhóm khác, cái nhóm đấy thì cô sẽ nói riêng một chút. Đấy là hai cái cách để em có thể phân biệt một cách sơ bộ biến chứng do tăng áp lực thẩm thấu, hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu và hôn mê nhiễm toan ceton. Thứ hai đó là nhóm biến chứng mạn tính, vì cái này là các em đã được học ở E3 rồi nên cô chỉ mang tính chất nhắc lại để đưa đến cái vấn đề về chuẩn đoán xác định. Biến chứng mạn tính thì nó cùng ba nhóm: nhiễm khuẩn, thoái hóa và bàn chân. Biến chứng nặng của đái tháo đường, đây như các em nhìn thấy ở đây, đó là một là nhóm biến chứng vi mạch là gồm có bệnh lý võng mạc và bệnh lý thận. Thứ hai đó là làm nhóm biến chứng mạch máu lớn, nó có mạch não, mạch vành và mạch chi dưới. Thứ ba là nhóm biến chứng thần kinh và thứ tư là nhóm biến chứng nhiễm khuẩn. Các em thấy ở đây biến chứng mắt nó gồm có ba nhóm: một là bệnh võng mạc, đục thủy tinh thể và glaucoma. Đấy là ba biến chứng mắt mà thường gặp. Thế thì ở bệnh nhân đái tháo đường, các em thường khai thác trên lâm sàng là bệnh nhân chỉ có nhìn mờ thôi. Tuy nhiên ở bây giờ khi mình đã lên E4 rồi thì các em sẽ cần phải đánh giá là xem cái mức độ tổn thương của bệnh nhân đến đâu. Thì cái này thì mình sẽ phải cho bệnh nhân đi khám mắt. Nhưng em cũng phải đọc xem là ở bệnh nhân của em đi khám có tổn thương gì hay không, có đục thủy tinh thể hay không, hay có bệnh lý võng mạc hay không. Bệnh lý võng mạc trong sách giáo khoa cũng đã nói rất rõ rồi, bệnh nhân đái tháo đường nó sẽ có bệnh lý võng mạc tăng sinh, bệnh lý võng mạc không tăng sinh. Thì cái đấy các em cần phải đọc để biết. Thứ hai, đây là một đáy mắt bình thường và đây là một đáy mắt mà có tăng sinh mạch. Thứ hai là biến chứng thận thì càng ngày càng tăng. Tỷ lệ nó gây ra nguyên đó là nguyên nhân gây ra suy thận thường gặp ở các nước phát triển. Ở nước mình thì theo như lúc trước thì cô hay thấy các thầy cô bên thận cũng có trao đổi, cũng có hướng, nghĩa là cũng có sự trao, cũng có truyền thụ lại một chút. Thì hồi trước ý, thì ở Việt Nam mình ý, nguyên nhân suy thận chính đó là do các bệnh lý thận mạn, tuy nhiên bệnh lý cầu thận. Tuy nhiên là gần đây thì cái tỷ lệ bệnh nhân mà bị suy thận do đái tháo đường càng ngày càng tăng lên và bây giờ nó sẽ là một cái nguyên nhân gần như là đứng gần hàng đầu là những nguyên nhân mà gây suy thận mạn ở Việt Nam. Thì biến chứng thận nó sẽ trải ra qua rất là nhiều giai đoạn khác nhau. Như các em thấy, thông thường trong khoảng 15 năm đầu thì hầu như không có triệu chứng gì đặc biệt cả. Mà đến sau đó, đến khi mà có triệu chứng có nghĩa là giai đoạn muộn hơn rồi. Và như thế này mình sẽ thấy rằng là đứng trước họ bệnh nhân đái tháo đường, các em muốn làm xét nghiệm gì, đó là các em muốn tầm soát biến chứng thận
em sẽ phải cho bệnh nhân làm cái tổng phân tích nước tiểu để tìm xem bệnh nhân có albumin niệm hay không. Trong trường hợp mà protein niệm không rõ ràng, các em có thể làm albumin niệm, bởi vì albumin niệm nó có giá trị chính xác hơn. Tuy nhiên không phải lên nào cũng làm được cái đấy. Thế thì ở bệnh nhân biến chứng thận, em muốn tìm biến chứng thận của bệnh nhân đái tháo đường, em sẽ làm những gì? Thứ nhất là em sẽ phải kiểm tra nước tiểu, đánh giá protein niệm và microalbumin niệm xem có hay không. Trong trường hợp bệnh nhân đã có tổn thương thận ở trên lâm sàng rồi thì các em sẽ cần phải tìm dấu hiệu của suy thận như là phù, tăng huyết áp, thiếu máu, tiểu, nước tiểu, tiểu niệm, rồi đánh giá chức năng thận là đánh giá bằng ure, creatinine và đánh giá mức độ cầu thận. Về biến chứng thần kinh thì nó sẽ có là viêm đa dễ dây thần kinh và bệnh lý thần kinh tự động. Bệnh lý đơn dây thần kinh thực ra nó cũng là trong bệnh lý đơn dây thần kinh ngoại biên thôi. Thế thì cái này, những yếu tố thuận lợi đó là do bệnh nhân kiểm soát đường huyết kém, thời gian mắc bệnh kéo dài, rồi tiểu cao, bệnh nhân uống nhiều rượu và hay gặp những dây thần kinh dài. Vì đơn giản là ở đây bệnh nhân đái tháo đường thì cái chính tổn thương ở biến chứng thần kinh đó là tổn thương bao myelin, nên nó sẽ hay gặp ở các dây thần kinh dài nhiều hơn. Biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất của bệnh nhân thường là dạng thần kinh thường gặp này. Bệnh nhân thường là có tổn thương dẫn truyền, bệnh nhân có thể cảm giác giống như dao đâm, cảm giác giống như là nóng, như là hơi lửa, hay là cảm giác kiến bò. Về biến chứng thần kinh tự động thì cái phần này là cái phần mà thông thường em sẽ thấy rằng hầu như không phải làm xét nghiệm, mà các em sẽ chuẩn đoán dựa vào lâm sàng là chính. Thì nó sẽ có những nhóm chính, đó là thứ nhất là nhóm biến chứng thần kinh ở tim mạch, nó gồm có hạ huyết áp tư thế, nó gồm có nhịp tim nhanh, rồi có thiếu máu cơ tim thầm lặng. Thứ hai là nhóm cái tổn thương về hệ tiết niệu, ở đây có tiết niệu sinh dục, đó là một, đó là gây ra rối loạn sinh dục thì gây ra rối loạn cương dương. Ở tiết niệu thì bệnh thì nó sẽ gây ra tình trạng đó là bệnh nhân bị ứ động nước tiểu do cái rối loạn của cơ thắt bàng quang. Rối loạn cơ thắt bàng quang này thì thể dấu hiệu đầu tiên bệnh nhân mà bệnh nhân đi khám các em và phản ánh với các em đó là bệnh nhân sẽ bị đi tiểu rắt. Sau đó nếu mà đến lâu thì bệnh nhân có thể là bệnh nhân bí tiểu, có thể xuất hiện cái vấn đề tình trạng ứ nước tiểu kèm theo với cả thể có cầu bằng qua rối loạn về tiểu tiện nhiều hơn. Tiếp theo nữa đó là biến chứng cái ở hệ tiêu hóa. Ở hệ tiêu hóa thì em hay gặp đó là có thể là tổn thương ở đường tiêu hóa trên và đường tiêu hóa dưới. Tác dụng gọi là cái nguy cơ của nó là do là bệnh nhân sẽ bị rối loạn về nhu động. Nó có thể tăng hoặc nó có thể giảm. Đối với dạ dày thì nếu mà giảm nhu động thì nó có thể gây ra liệt dạ dày. Còn tăng nhu động có thể gây nên tình trạng liệt dạ dày đầy bụng, trướng hơi. Còn nếu trong trường hợp mà tăng nhu động thì sẽ gây ra là đau tức thượng vị, bệnh nhân có thể là buồn nôn hoặc khó chịu. Đối với cả đường hệ tiêu hóa dưới thì hay là ruột thì bệnh nhân thường là có táo bón hoặc tiêu chảy. Và giai đoạn mà gọi là về gọi là điển hình nhất là bệnh nhân sẽ là táo bón xen kẽ với cả tiêu chảy. Linh ơi, nếu chị xin cái ba lô của chị. Còn một cái phần này vì làm sao cô để riêng, đây là phần biến chứng mạch máu lớn. Biến chứng mạch máu lớn này thì kể cả bệnh nhân không có, các em cũng vẫn phải tầm soát biến chứng mạch máu lớn. Bởi vì sao? Bởi vì cái này nó là nguyên nhân chủ yếu nó có thể gây tử vong cho bệnh nhân. Biến chứng mạch máu lớn thì nó sẽ gồm có động mạch cảnh, não và động mạch vành, rồi động mạch chi dưới. Thế thì về biến chứng mạch vành thì các em cũng đã học được ở OI3 rồi, chắc thầy cô cũng nói rất là nhiều cho các em rồi. Biến chứng mạch vành thì đây là cái biến chứng mà có thể nguy hiểm tính mạng cho bệnh nhân. Nó có thể tổn thương nhiều vị trí, nhiều vùng, nhiều thân khác nhau. Và cái này ấy, thì bệnh nhân trên lâm sàng có thể biểu hiện là cơn đau ngực điển hình, một số ít gặp. Ngoài ra đa phần thì bệnh nhân thường là cơn đau ngực thầm lặng. Có nghĩa là bệnh nhân có thể chỉ nói với em là bệnh nhân đau nhói vùng ngực một chút thôi. Và có thể bệnh nhân hoàn toàn không có biểu hiện gì về đau ngực cả. Thế thì cái này nguyên nhân của nó là gì? Chắc là hồi với ba các thầy cô cũng đã giải cho các em rồi. Đó là do bệnh nhân bị tổn thương về thần kinh thì làm cho cái cảm nhận của bệnh nhân nó kém hơn so với cả bình thường. Thứ hai nữa là
bệnh nhân đã thích nghi, bởi vì cái này nó tổn thương một cách từ từ và nó không phải chỉ một mạch mà nhiều mạch. Thế chính vì vậy mà đứng trước một bệnh nhân đái tháo đường, để tầm soát biến chứng mạch vành thì bắt buộc các em sẽ phải, bệnh nhân nào các em cũng phải làm nhịp tim. Nó là cái xét nghiệm thường quy bất kỳ bệnh nhân đái tháo đường nào cũng phải làm để loại trừ cái vấn đề bệnh nhân có bệnh lý mạch vành hay không. Khi mà làm điện tim có bất thường hoặc là em nghe tim thì có bất thường thì các em có thể làm thêm nghe tim, có thể làm thêm siêu âm tim để đánh giá xem là có đúng là bệnh nhân, xem có đúng là có, để xem có đúng là có vấn đề về mạch vành hay không. Và khi đã có nghi ngờ chính xác là có tổn thương mạch vành thì có thể chụp mạch vành, chụp MSCT hoặc là chụp mạch vành qua da để đánh giá xem cái mức độ hẹp như thế nào. Chụp MSCT với chụp mạch vành qua da ấy, khác nhau như thế nào? Nếu mà chụp qua da ấy, thì các em thì cái đấy thì bác sĩ có thể vừa đánh giá được tổn thương một cách cụ thể trực tiếp, vừa có thể xét vấn đề để can thiệp. Còn trong trường hợp mà chụp MSCT thì mình chỉ đánh giá một cách gián tiếp thôi, và nếu như cần thiết bệnh nhân cần can thiệp thì bệnh nhân sẽ phải chụp mạch vành qua da. Tuy nhiên nó lại không hơn chụp mạch vành qua da là bệnh nhân có thể không cần phải can thiệp, mà bệnh nhân đái tháo đường thì không phải bệnh nhân nào cũng cần phải can thiệp. Đây là một hình ảnh mà chụp mạch vành, các em có thể thấy quan sát thấy này, ở bệnh nhân đái tháo đường nó không phải là chỉ tổn thương một mạch mà nó tổn thương ở rất nhiều mạch khác nhau. Như các em thấy nó có cả mạch vành phải, mạch vành trái, mạch mũi, tất cả đều bị tổn thương hết. Tuy nhiên mức độ tổn thương nó khác nhau, nó có thể 90%, 80% hoặc 30% khác nhau. Ở đây là một trường hợp mà tắc hoàn toàn LCA, cái rất là điển hình. Đối với những trường hợp mà ví dụ như hình bên này chẳng hạn, khi mà tổn thương xương giữa lan tỏa như thế này thì thông thường là sẽ không có cái can thiệp để đặt stent hay là nong vai nong mạch gì cả. Tuy nhiên nếu trong trường hợp này thì thông thường bệnh nhân sẽ cần phải xét vấn đề can thiệp mạch vành. Về dự phòng nó là gì? Tất cả mình phải kiểm soát yếu tố nguy cơ tim mạch, nó gồm có những cái rối loạn về mỡ máu, tăng huyết áp, rồi đái tháo đường, và được đánh giá hàng năm. Bệnh nhân đái tháo, bệnh nhân sẽ được sàng lọc hàng năm dựa trên lâm sàng và dựa trên điện tâm đồ. Về mạch não, mạch não thì nó khác so với cả mạch, nó cũng giống như mạch vành ở chỗ là nó cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, của bệnh nhân. Thì có hai loại, có ba loại thì đúng hơn, đó là xuất huyết não, nhồi máu não và tai biến mạch máu não thoáng qua. Vì làm sao cái này mình phải nhấn mạnh cái tai biến mạch máu não thoáng qua? Vì tai biến mạch máu não thoáng qua đó là do rối loạn ở não, do cái rối loạn ở não do giảm cung cấp, do gián đoạn cung cấp máu tạm thời gây nên cái tổn thương não, nó làm mất chức năng ngắn và đột ngột. Tuy nhiên các dấu hiệu thần kinh này nó sẽ tự hồi phục trong vòng 24 giờ, và lâm sàng bệnh nhân cũng hồi phục trong vòng 24 giờ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi đấy thì các em sẽ thấy rằng hỏi bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ nói là đột nhiên một hôm nào đó bệnh nhân xuất hiện là bệnh nhân nhéo miệng, hoặc bệnh nhân yếu nửa người hơn. Thế xong sau đó thì bệnh nhân lại hoàn toàn bình thường, sau một ngày hôm sau bệnh nhân thấy hoàn toàn bình thường, không có bệnh gì cả. Cái tai biến mạch máu não thoáng qua này nó đối với bệnh nhân đái tháo đường là vô cùng quan trọng. Bởi vì khi mà bệnh nhân có tai biến mạch máu não thoáng qua, chứng tỏ là bệnh nhân có nguy cơ bị tai biến thực sự rất rất cao. Và cái đấy thì mình sẽ phải có, nó sẽ có một cái gọi là cảnh báo cho bác sĩ điều trị là phải tầm soát biến chứng mạch máu về mạch não để xem cái mức độ như thế nào, và cái đấy có liệu đã cần xét can thiệp hay chưa, hay mình sẽ điều trị nội khoa. Cái đấy là mình cần phải chú ý. Còn ở bệnh nhân đái tháo đường thì thông thường là hay gặp được nhồi máu não hơn là xuất huyết não. Vì lý do gì thì các em cũng hiểu rồi. Tất nhiên vì cái chính của bệnh nhân đái tháo đường đó là bệnh nhân bị sơ vữa hoặc là huyết khối, nên là tắc mạch nó sẽ nhập nhiều hơn là vỡ mạch. Về điều trị của bệnh nhân, về chú ý vấn đề về điều trị của biến chứng mạch não, nó là vấn đề kiểm soát đường huyết, lipid máu, rồi dùng các loại thuốc chống đông trong trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu não. Dùng trong trường hợp xuất huyết não thì cái phần học rồi xuất huyết não thì cái chính là mình kiểm soát huyết áp và phải xem có cần phải phẫu thuật để dẫn lưu hay không, cái đấy là cái quan trọng hơn. Còn bệnh nhân xuất huyết não là không có dùng chống đông nữa nhá. Đấy, thứ ba nữa là mạch ngoại vi. Mạch ngoại biên thì thực ra mà nó sẽ có hai phần.
nó sẽ là mạch chi trên và mạch chi dưới. Các em sẽ thấy là mạch chi trên thì thông thường mình sẽ ít được nhắc đến vì biểu hiện của mạch chi trên thường là ít gặp, và thứ hai nữa là hẹp một bên mạch chi trên cũng ít gặp hơn. Thì thực ra nó cũng dễ hiểu thôi, vì mạch chi dưới thông thường thì nó sẽ là nơi thấp hơn, nó áp lực thấp hơn thì nó sẽ có nguy cơ ứ động nhiều hơn, và nó cũng xuất hiện cái mảng xơ vữa và cái nơi mảng xơ vữa dễ biến hơn. Thế nên là ở chi trên sẽ gặp nhiều hơn, chi dưới sẽ gặp nhiều hơn là ở chi trên. Cái này thì thông thường bệnh nhân sẽ có biểu hiện là gì? Đau cách hồi, đúng không? Đau cách hồi ở trên lâm sàng, em đã được học rồi. Thế thì cái này để tầm soát biến chứng mạch máu lớn ở chi dưới là gì? Bệnh nhân thường là có thể đo ABI. ABI thì nó là một cái đo áp lực, đo huyết áp chi trên và chi dưới để đánh giá xem sự chênh lệch giữa chi trên và chi dưới như thế nào. Và cái này nó có giá trị rất là tốt trong trường hợp mà mình tầm soát biến chứng mạch máu lớn. Trong trường hợp thì số ABI nó thấp, có nghĩa là nó dự báo cho chúng ta biết rằng là liệu bệnh nhân khả năng cao là bệnh nhân đấy có biến chứng về mạch máu lớn, và khi đấy mình sẽ phải tầm soát kỹ hơn về mạch cảnh, về mạch chi trên và mạch chi dưới xem như thế nào. Thế thì có một cái biến chứng rất đặc biệt của bệnh nhân đái tháo đường, đúng không? Tại vì sao biến chứng bàn chân mình sẽ để riêng, bởi vì nó là một cái biến chứng mà riêng của bệnh nhân đái tháo đường thôi. Nó là sự kết hợp của tất cả các biến chứng của đái tháo đường, gồm có biến chứng nhiễm trùng, biến chứng mạch máu lớn, biến chứng mạch máu nhỏ, biến chứng mạch máu lớn và biến chứng thần kinh. Nó còn có cả thần kinh tự động và thần kinh đột biên nữa. Thế thì còn cơ chế của cái biến chứng ở bệnh nhân, của cơ chế gây lét của bệnh nhân đái tháo đường là gì? Nó sẽ có sự kết hợp của biến chứng thần kinh đầu tiên, đó là tổn thương thần kinh trước. Nó tổn thương cả thần kinh vận động, thần kinh cảm giác và thần kinh thực vật. Thế thì khi mà tổn thương thần kinh vận động, nó sẽ gây ra teo cơ, mất cân bằng, áp lực và dẫn đến biến dạng khớp cơ và biến dạng khớp. Thứ hai là khi mà tổn thương đến thần kinh cảm giác sẽ làm bệnh nhân giảm cảm nhận về đau, cảm nhận về vị trí nóng lạnh đều bị cảm nhận, đều bị giảm, làm cho mất phản xạ bảo vệ và làm cho khi mà những cái vị trí khi đè về chân của mình, ví dụ như mình đi dép này, đi giày này, mình đi lại, bước chân đi lại này, nó đều là những điểm thì đè bọc sát, thì nó sẽ làm tăng nguy cơ các tổn thương các điểm đấy. Và nó sẽ xuất hiện những chai và dày sừng. Chai và dày sừng đó là những cái vùng da hình như là nó không còn được nguyên dưỡng nữa, nên nó rất dễ xuất hiện lét. Còn tổn thương thần kinh thực vật là gì? Bệnh nhân làm giảm tiết mồ hôi, bệnh nhân làm thay đổi các săn tĩnh mạch, dẫn đến tình trạng khô da nứt kẽ, rồi các rối loạn về cấp máu. Và tất cả những cái này khi mà kết hợp với tình trạng chấn thương và nhiễm trùng thì nó chính là cơ chế để tạo thêm cái lét, và đây là cơ chế chính của bệnh nhân gây ra lét bàn chân đái tháo đường. Thế thì để thăm dò biến chứng bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường thì đấy, thì ở trên lâm sàng các em sẽ khám cảm giác, khám vận động, kiểm tra giày dép, khám các tổn thương vết xem có hay không. Cận lâm sàng các em sẽ làm gì? Các em sẽ đo các chỉ số ABI, các em có thể siêu âm đốt lên mạch, trong trường hợp cần thiết thì có thể chụp MSCT hoặc chụp mạch để mình dựng cây, dựng mạch máu lên để mình xem là bệnh nhân hẹp ở đâu, rồi khám các tổn thương, rồi đo áp lực bàn chân để đánh giá xem có nguy cơ bị tra vết ở những vùng nào. Thế đấy là những cái mà cô nhắc lại một chút liên quan đến bệnh nhân, đến triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân đái tháo đường. Lâm sàng nó sẽ dựa vào lâm sàng để các em có thể đề xuất ra xét nghiệm. Xét nghiệm thực ra là để làm khi nhá, các em khi mà em học đi ba, các em có triệu chứng trên lâm sàng, đó là những các em cần phải khai thác. Khi các em khai thác thì những triệu chứng đấy nó có thể xuất hiện ở bệnh nhân đái tháo đường, không phải là đái tháo đường. Thế thì khi đấy mình sẽ đề xuất ra các xét nghiệm để làm gì? Để mình phân biệt rằng cái đấy em nghĩ đấy là biến chứng đái tháo đường hay không phải biến chứng đái tháo đường, và để tầm soát xem biến chứng đái tháo đường là gì. Vì cô không biết là cô có giảng các em hay không, nhưng đối với các bạn đi ba trước, đi ba năm ngoái thì đi ba đã giờ cô nhắc các em đó là ở bệnh nhân mình khám là mình sẽ là mình khám mình tầm soát biến chứng đái tháo đường. Như vậy có nghĩa là gì? Mình không phải là bệnh nhân có cái gì mình phải khám, mà mình sẽ phải khám tất. Và khi khám tất như thế thì có cái gì nghi ngờ thì chính các xét nghiệm nó sẽ là cái để phục vụ cho mình và cung cấp cho mình các thông tin cụ thể nhất và đúng chính xác nhất là xem bệnh nhân có biến chứng hay không. Vì ví dụ như các em thấy biến chứng thận chẳng hạn, lâm sàng nếu như đến lúc lâm sàng đã có rồi thì đấy đã rất rất muộn rồi.
Còn trong trường hợp thế thì mình muốn phát hiện ra sớm để điều trị sớm, để dự phòng sớm, thì cái đấy bắt buộc là mình sẽ phải làm xét nghiệm, và xét nghiệm nó sẽ giúp cho mình phát hiện sớm biến chứng để cho mình có thể điều trị dự phòng sớm, để tránh trường hợp các biến chứng nặng cho bệnh nhân. Thế thì đây là các xét nghiệm cận lâm sàng mà các em, đây là một cái bảng tổng hợp thôi, để các em có thể thấy rằng là bệnh nhân đái tháo đường người ta thường là như thế nào. Còn về mặt nguyên tắc của nó, về mặt nguyên tắc bệnh nhân đái tháo đường, trước hợp bệnh nhân đái tháo đường em làm xét nghiệm gì, cái đấy hoàn toàn phụ thuộc vào việc em khám thấy gì ở trên bệnh nhân đái tháo đường, và em cần chẩn đoán gì ở bệnh nhân đái tháo đường em sẽ làm. Ví dụ này, ví dụ như các xét nghiệm thường làm ở bệnh nhân đái tháo đường là gì? Là có đường máu. Đường máu bệnh nhân đái tháo đường mình muốn kiểm soát, mình muốn đánh giá xem bệnh nhân kiểm soát đường máu tốt hay không tốt, điều trị của mình như thế là có hợp với bệnh nhân hay không, hợp lý bệnh nhân hay không hợp lý bệnh nhân, thì mình sẽ phải thử cả đường máu lúc đó và đường máu sau ăn. Thứ hai là các xét nghiệm được làm định kỳ 3 đến 12 tháng, ví dụ như là kiểm tra các yếu tố nguy cơ như là lipid máu, chức năng gan, chức năng thận, điện tim, rồi kiểm tra xem là có biến chứng thận hay không. Và đặc biệt sau 3 tháng đó là chỉ số HbA1c. HbA1c là một chỉ số rất quan trọng. Những trường hợp đặc biệt thì làm gì? Ví dụ trong trường hợp mà bệnh nhân của em, mà em nghĩ đến là bệnh nhân có tăng áp lực thẩm thấu, thì em sẽ phải đo áp lực thẩm thấu. Trong trường hợp như toan xê tôm, em có thể làm xê tôm máu, làm xê tôm niệu, làm khí máu. Trong trường hợp mà bệnh nhân bị có tổn thương phổi, em có thể làm cho bệnh nhân chụp x-quang. Trong trường hợp mà nghi nhiễm khuẩn tiết niệu, em có thể lấy nước tiểu. Trong trường hợp mà tổn thương mà bị đến mạch vành, em có thể cho bệnh nhân siêu âm tim, chụp mạch vành, vân vân. Có nghĩa các xét nghiệm này tùy thuộc vào tình trạng lâm sàng của các em. Ngoài ra thì có một số biến chứng mà mình sẽ kiểm soát định kỳ, ví dụ như là khám mắt để đánh giá biến chứng mắt, khám răng miệng, khám bàn chân. Khám bàn chân rất là quan trọng, bởi vì biến chứng bàn chân đến cái lúc mà các em thấy bệnh nhân có loét thì có nghĩa là nó đã lâu lắm rồi, nó đã đủ từ các biến chứng xuất hiện rồi. Thế chính vì vậy mà cái việc là thăm khám bàn chân và quan sát bạn và đánh giá cái mức độ tổn thương bàn chân ngay từ khi bắt đầu bệnh nhân và theo dõi định kỳ là rất quan trọng, để khi đấy mình sẽ có những tư vấn và những điều trị phù hợp cho bệnh nhân, để tránh trường hợp bệnh xuất hiện thành biến chứng nặng nề. Về ở đây cô muốn nhấn mạnh một chút cái HbA1c một chút. HbA1c thì như các em thấy, HbA1c nó chính là cái đường gắn với hemoglobin, đúng không? Thế thì cái này nó sẽ ảnh hưởng bởi như thế nào đến trường hợp bệnh nhân bị đau, còn đến trường hợp bệnh nhân bị thiếu máu, thì cái đấy thông thường nó sẽ làm cho cái ảnh hưởng đến kết quả của đường máu. Và tất nhiên nó còn liên quan đến cái thời gian sống của hồng cầu nữa. Một số bệnh lý hồng cầu mà làm giảm thời gian sống hồng cầu, hoặc là những bệnh lý mà làm hồng cầu bất thường, kích thước và số lượng bất thường, thì nó cũng sẽ làm cho HbA1c thay đổi. Ở đây nó sẽ em thấy rằng sẽ liên quan giữa vấn đề về kiểm soát HbA1c với cả biến chứng. Thì như em thấy nguy cơ nó sẽ càng ngày càng tăng lên khi mà HbA1c càng tăng lên. HbA1c bệnh nhân kiểm soát khoảng tốt thì cái nguy cơ xuất hiện các biến chứng càng đỡ. Còn HbA1c càng tăng thì cái biến chứng thì nó xuất hiện càng nhanh hơn và nhiều hơn. Vì một cách đơn giản thôi, bởi vì HbA1c nó chính là phản ánh của cái đường máu trong vòng 3 tháng. Thế thì đường máu không ổn định thì tất nhiên nó sẽ tăng nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân. Kiểm soát đường huyết tốt thì nó sẽ có tác dụng gì? Nó sẽ có tác dụng giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Thứ hai là làm giảm các biến chứng mắt và thận. Thứ ba là giảm đường máu cơ tim. Người ta thấy rằng giảm được 1% HbA1c thôi, nó cũng đã giảm được rất rất nhiều các biến chứng mà có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Đấy là phần chẩn đoán. Thế thì như thế này, trước khi đi đến phần điều trị thì vì các em bây giờ các em chủ yếu là học đến phần chẩn đoán, thế thì cô nói như thế này, chẩn đoán đái tháo đường cô chỉ chốt lại có 3 ý chính cho các em. Đứng trước là bệnh nhân đái tháo đường, em sẽ phải chẩn đoán 3 cái. Một là có đứng đái tháo đường hay không, thứ hai là đái tháo đường bệnh nào, và thứ ba biến chứng đái tháo đường bệnh nhân của em có là gì. Thế thì cái này nó sẽ dựa vào thứ nhất đó là các em khám lâm sàng của các em đánh giá bệnh nhân nghĩ đến cái gì. Và chính vì có 3 chẩn đoán như thế, thế nên các em có thể thấy rằng ở trong cái chẩn đoán sơ bộ của các em nó sẽ có 3 phần chính. Một là bệnh nhân đái tháo đường, đấy là câu thứ nhất cần phải xác định. Thứ hai là loại nào,
và thứ ba là biến chứng đái tháo đường bệnh nhân của em có là gì, và thứ tư nó sẽ là bệnh lý kèm theo đối với tùy thuộc vào từng tình huống bệnh nhân của em. Thế thì khi mà em đã đặt ra một cái chẩn đoán sơ bộ, một cách cấu trúc xung xem như thế, các em sẽ thấy rằng là cái đầu tiên các em cần chẩn đoán là bệnh nhân có đúng là đái tháo đường hay không. Nào, thế thì cô hỏi một chút cho đỡ buồn ngủ. Thế bây giờ trong trường hợp em muốn chẩn đoán bệnh nhân có đái tháo đường hay không thì em cần làm gì? Bạn nào trả lời cho cô xem nào. Nào, nhóm này có đến tận 107 bạn. Không thể nào mà cô đi gọi từng bạn một được đâu nhá. Cô là thấy rằng là cái này là coi như là thực ra lý thuyết của cái này nó cũng xem như các em đọc trong sách giáo khoa thôi, nó cũng không phải là quá gì cả, nên cô muốn các em phải trao đổi. Vì khi trao đổi các em mới hiểu là các em cần cái gì. Nào, thế bây giờ bạn nào nói cho cô nghe để đứng nếu mà một chẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường em sẽ cần làm xét nghiệm gì? Vì cái này nó chính là định hướng cho các em ở việc là trước một bệnh nhân bây giờ em muốn chẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường em làm gì, em nghĩ bệnh nhân này là loại gì thì em cần làm xét nghiệm gì, em nghĩ bệnh nhân này có biến chứng gì em cần làm cái gì, em sẽ loại trừ là bệnh nhân không có biến chứng còn lại là như thế nào. Thì cái đấy thì các em sẽ phải biện luận dần, và khi đó sau khi mà đưa ra được cái đề xuất làm xét nghiệm gì thì em mới dẫn đến được là em sẽ có kết quả xét nghiệm bệnh nhân của em là như thế nào, rồi sau đó em mới đưa ra được một cái chuẩn đoán xác định là bệnh nhân loại nào, đúng không? Đấy là từng bước mình đi để đến dẫn đến một bệnh nhân đái tháo đường. Nào, có bạn nào nói cho cô xem là nếu như trước bệnh nhân đái tháo đường thì các em sẽ cần làm xét nghiệm gì không? Nào, cả nhóm đâu hết rồi? Nào, cô xem nào. Nào, nếu không thì nhắn tin cũng được nào. Chẳng thấy bạn nào lên tiếng ý kiến này. Thì liệu có nghe không nghe? Cái giảng online này là nó có một cái nhược điểm vô cùng, đó là cô không thể nào cô kiểm soát được tất cả các em. Nếu như chẳng hạn ngồi giảng đường ấy, thì khi đấy thì mình có thể trao đổi cụ thể trực tiếp rõ ràng hơn. Nhưng khi mà giảng online như thế này thì đa phần sẽ là cô nói là như thế, thì nếu các em mà không tham gia cùng thì nó sẽ không có nhiều hiệu quả. Nào, cả nhóm có ai có ý kiến gì không? Alo. Alo ạ. Ừ. Nào. Thôi à. Đối với bệnh nhân trước tiên là phải xác định xem là bệnh nhân đấy có chính xác là bị đái tháo đường không ạ? Ừ, đúng rồi. Đấy là cái đầu tiên em cần chẩn đoán đúng không? Rồi. Vâng ạ, em sẽ dựa theo chẩn đoán xác định ạ. Ừ. Thì chẩn đoán xác định là gì em? Dạ, thưa cô là theo chẩn đoán xác định của bệnh đái tháo đường thì nó gồm có 4 tiêu chuẩn ạ. Và nếu như bệnh nhân có một trong các tiêu chuẩn thì sẽ được chẩn đoán xác định là đái tháo đường. Và bốn tiêu chuẩn đấy là đầu tiên là đường huyết tăng bất đo đường huyết bất kỳ là trên 11,1 millimol trên lít ạ. Đấy, và vừa mới nói xong. Đường máu bất kỳ làm sao? Đường huyết bất kỳ ở trên 11,1 millimol trên lít. Nó chỉ có dấu lớn hơn thôi à? Vâng ạ. Chắc không? Cô vừa mới nói xong. Bằng nữa ạ. Đúng rồi. Thì bây giờ chẳng hạn cô đặt một ví dụ, một trường hợp của bệnh nhân của các em bây giờ đường máu đó của bệnh nhân hai lần đều là 7, thế thì em nói bệnh nhân là đái tháo đường hay không? Người ta vẫn là đái tháo đường cơ mà, đúng không? Đấy, cô vừa mới nhắc xong. Vì các em khi mà nói tiêu chuẩn là đái tháo đường, đa phần là sẽ bỏ qua mất dấu bằng. Đúng chưa? Vâng ạ. Đúng không? Đồng ý không? Thế thì đồng ý. Đầu tiên, bây giờ cô sẽ gợi ý đặt nóng cụ thể hơn để em hiểu này. Đầu tiên em muốn chẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường, em dựa vào tiêu chuẩn đoán chính xác luôn. Thế thì khi đó nó sẽ phụ thuộc vào bệnh nhân của các em. Nhiều bệnh nhân người ta vào một cái đường máu ngẫu nhiên của người ta đã trên 11,1, em chỉ cần một đường máu ngẫu nhiên nữa và có triệu chứng lâm sàng là người ta được đủ tiêu chuẩn chẩn đoán, đúng không? Và người ta có một mẫu đường máu lúc đó ngày hôm trước, em có thể thêm một mẫu đường máu đó ngày hôm sau.
là em có thể đánh giá được bệnh nhân đái tháo đường. Tuy nhiên ngoài ra là em sẽ cần phải làm thêm một cái nữa, đó là làm HbA1c. Biết tại sao phải làm HbA1c không? Thực ra ấy, cái HbA1c đối với cả ở nước mình thì cô không biết ở bên Thanh Hóa thì làm theo phương pháp gì thì cô không rõ. Thì cô cũng vào đấy đúng lần thôi, cô cũng chưa vào giảng đấy mấy lần, nhiều lần như các thầy cô khác. Đấy, thế nhưng mà ví dụ như ở Hà Nội này chẳng hạn, ở Hà Nội thì ở bệnh viện Bạch Mai hay ở bệnh viện Đại học Y chẳng hạn thì thông thường ấy, nó không phải làm theo phương pháp sắc tế lọc. Thế thì đối với cả HbA1c thì nếu nó là để tiêu chuẩn chẩn đoán đúng theo tiêu chuẩn của các em học thì nó không phải tiêu chuẩn. Tuy nhiên người ta vẫn làm HbA1c định kỳ 3 đến 6 tháng để làm gì? Để nó sẽ mang tính chất để một cái mốc để bác sĩ biết được rằng là bệnh nhân của mình đang ở cái mức này, thì khi đó em sẽ điều sau điều trị, sau đó 3 tháng, sau 6 tháng thì cái mức độ cái đường huyết được kiểm soát như thế nào. Đấy, thế đấy là cái mà một bệnh nhân đái tháo đường em muốn chuẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường và kiểm tra chuẩn đoán được cái mức độ kiểm soát đái tháo đường là nó sẽ dựa vào là bệnh nhân, mức độ đường máu của bệnh nhân và thứ hai là HbA1c. Đấy là hai cái các em cần phải làm để đánh giá xem một bệnh nhân. Mọi người có thể nói bé một chút được không? Đấy là cái mà mọi người cần phải làm để đánh giá một bệnh nhân có đái đường hay không. Thứ hai, nào, cái đái đường loại nào? Bạn nào nói cho cô nếu như để chuẩn đoán đái đường loại nào thì em sẽ làm những gì? Nào, bạn nào nói cho cô nghe xem là nếu bây giờ để chuẩn đoán đái tháo đường loại nào thì các em sẽ làm gì? Nói cô xem nào, đái tháo đường loại nào sẽ làm cái gì? Tuổi của bệnh nhân và thuốc dùng, định lượng insulin trong máu. Còn ý kiến nào khác không? C-peptide? Gì nữa? Gì nữa nào? Còn gì nữa không? Các em có thấy là có phải bao giờ bác sĩ cũng sẽ làm luôn cả insulin với C-peptide không? Không đúng không? Vì làm sao? Vì là trong trường hợp về insulin và C-peptide thì người ta sẽ không phải làm quá thường quy. Với lý do là trong giai đoạn đầu khi bệnh nhân mới vào, đa phần là đường máu bệnh nhân rất là cao. Mà đường máu quá cao thì khi đấy định lượng cái C-peptide nó cũng sẽ bị thay đổi. Và khi mà bệnh nhân mà đã dùng insulin để điều chỉnh đường máu rồi thì định lượng insulin nó không có ý nghĩa nữa. Kháng thể kháng đảo tụy thì nó thật ra mà nói thì các em có thể thấy là lý thuyết thôi. Ví dụ lý thuyết các em sẽ thấy là kháng thể kháng đảo tụy này, rồi HLA các thứ nọ kia này, nhưng mà bình thường lâm sàng thì không làm đâu. Vì thứ nhất là không phải cơ sở y tế nào cũng có thể làm được cái đấy. Cái thứ hai là làm cái đấy rất tốn kém. Và thứ ba là thực ra nó không nhiều ý nghĩa. Đồng ý, đó là các yếu tố nguy cơ. Có bạn Hoàng Phương Thảo đấy. Hay là gì này, bạn thì không nói liên quan đến cái vấn đề là tuổi này, liên quan đến BMI này, liên quan đến nét tiền sử gia đình này, rồi các bệnh lý kèm theo như là rối loạn mỡ máu, hoặc là các bệnh rối loạn chuyển hóa, hoặc là bệnh tăng huyết áp, hoặc là tiền sử gia đình. Ok, đồng ý. Thế thì như thế này, các em nhớ cho cô như thế này. Thứ nhất, đó là có 3 loại đái tháo đường các em cần phải phân biệt với nhau: đái đường tuyếp 1, đái đường tuyếp 2 và đái đường thứ phát. Về mặt đái đường tuyếp 1 thì thông thường thì các em có thể gọi là loại trừ khá là nhanh trong nhiều trường hợp. Ví dụ các em có thể dựa vào tuổi, dựa vào triệu chứng lâm sàng rầm rộ hay không này, dựa vào tình trạng có nhiễm toan hay không này, dựa vào cái việc là bệnh nhân đường máu như thế nào. Thông thường ở một bệnh nhân đái đường tuyếp 1 khi phát hiện ra đái tháo đường máu rất là cao, tuy nhiên HbA1c thông thường thì lại là thấp. Vì làm sao nó lại thấp? Vì đơn giản là bởi vì ở bệnh nhân đái đường tuyếp 1 thì người ta thiếu hoàn toàn insulin, nên khi đó thì cái đường máu sẽ tăng rất cao, nhưng nó không phải là tăng mạn tính dần dần. Thế nên là cái HbA1c thông thường thì nó sẽ thường kèm theo nó sẽ thấp, chứ nó không phải là cao tương đương.
Ví dụ như rất nhiều bệnh nhân vào các em có thể được máu là từ 2-30 HI, nhưng mà HbA1c bệnh nhân chỉ có 6,5-7 thôi, nó không cao tương ứng thì người ta có thể nghĩ đến cái vấn đề đái đường tuyết 1. Bên cạnh đó nó còn có những các yếu tố ví dụ như là bệnh nhân tiền sử về gia đình này, bệnh nhân thể trạng gầy này, rồi bệnh nhân trẻ tuổi này, thì người ta mình đến cái đấy. Thế còn nếu như trong trường hợp bệnh nhân có các yếu tố như cơ, bệnh nhân có béo phì, có thừa cân, bệnh nhân trên 30, trên 35 tuổi, thì em sẽ phải nghĩ đến vấn đề là bệnh nhân đái đường tuyết 2 hoặc là đái đường thứ phát. Đái đường tuyết 2 vốn dĩ nó được coi là đái tháo đường vô căn. Thế chính vì vậy mà trước khi nó là đái tháo đường vô căn, các em sẽ phải loại trừ các nguyên nhân gây ra đái tháo đường hay là loại trừ đái tháo đường thứ phát. Nên chính vì vậy chú ý là gì? Khi các em loại trừ được tuyết 1 rồi, đừng có đặt bút nói luôn bệnh nhân đó là tuyết 2, mà các em sẽ phải loại trừ xem có đái tháo đường thứ phát hay không. Vì bây giờ cái nhóm nguyên nhân đái tháo đường thứ phát là những nguyên nhân gặp rất rất nhiều. Và nếu như mình không hỏi kỹ thì mình có thể nghĩ đấy là bệnh nhân đái đường tuyết 2, nhưng thực ra không phải, người ta vẫn là đái tháo đường thứ phát, mình phải đấy cần phải chú ý. Ngoài ra, nếu đối với bệnh nhân hơi lớn tuổi một chút, thì ngoài phân biệt bệnh nhân tầm khoảng 30-40 tuổi gì đó, ngoài phân biệt giữa đái tháo đường tuyết 1 với cả đái tháo đường tuyết 2 với đái tháo đường thứ phát, người ta cần phải phân biệt với một loại nữa, đó là đái tháo đường tuyết 1 thể khởi phát muộn hay là thể LaDa. Cái thể LaDa thì hồi trước người ta không quan tâm đến nhiều lắm, nhưng bây giờ thực ra gặp thể LaDa khá là nhiều. Thôi thể LaDa để chịu khó về thử tự đọc xem là cái thể LaDa đấy nó là như thế nào, chẩn đoán nó là gì. Vì bây giờ có thể ở Thanh Hóa cô không biết là có làm được hay không, nhưng mà ví dụ ở trên này một số cơ sở về di truyền người ta có thể làm được gen, thì cái đấy nó cũng là một cái gọi là cái tiến bộ để trong cái việc mình chẩn đoán chính xác là bệnh nhân có phải là thể LaDa hay không. Thì đấy là cái vấn đề khi em chẩn đoán một bệnh nhân tiếp loại nào. Loại nào này thực ra có những lúc rất dễ, nhưng có những lúc thì rất rất khó. Không phải trường hợp nào nó cũng có thể chẩn đoán chính xác được đúng loại của loại đái tháo đường của bệnh nhân. Cái này thì các em sẽ đi học trên lâm sàng, các em có thể có bệnh nhân cụ thể, các em sẽ hỏi các thầy cô cụ thể xem là đấy các em nghĩ đến đái đường loại nào cho nó phù hợp. Đấy là vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba đó là trong vấn đề về chẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường, đó là chẩn đoán biến chứng của bệnh nhân đái tháo đường. Biến chứng đái tháo đường như cô đã nói rồi, nó sẽ gồm có hai phần: biến chứng cấp tính và biến chứng mãn tính, đúng không? Thế thì về biến chứng cấp tính thì nó khá là rõ ràng, các loại biến chứng hôn mê các em đọc trên cuốn sách các em cũng có thể thấy, thì cái đấy nó không quá nhiều là gọi là mình cần phải lăn tăn nhiều. Nhưng mà biến chứng mãn tính thì cô cần, các em cần chú ý là cô nhấn mạnh ở đây biến chứng mãn tính là tầm soát, nghĩa là các em phải tìm, chứ không phải là nó có cái gì em nói cái đấy. Ví dụ bệnh nhân có tê bì, em mới nói đến biến chứng thần kinh đặc biệt. Bệnh nhân có đau kích ngực, em mới nói đến bệnh nhân có biến chứng chi dưới. Mà việc của các em đó là khi các em khám bệnh nhân đái tháo đường, các em sẽ phải tầm soát xem bệnh nhân của các em là có hay là không. Tầm soát này nó sẽ kết hợp cả vấn đề khi các em khám, khi các em đề xuất xét nghiệm. Như các em thấy ví dụ ở bệnh nhân mà có tổn thương mạch vành chẳng hạn, cái đấy thì rõ ràng lâm sàng bệnh nhân có thể không có biểu hiện gì cả, nhưng các em bắt buộc vẫn phải cho bệnh nhân làm điện tim. Cái đấy là cái không thể quên được. Làm điện tim nếu có vấn đề thì mình có thể đề xuất xem làm siêu âm tim, làm men tim, rồi có thể nghi ngờ hẳn có thể chụp mạch vành, rồi vấn đề mạch não. Trong trường hợp mà em nghe mạch cảnh có vấn đề thì em sẽ phải siêu mạch cảnh xem có mảng xơ vữa hay không. Bệnh nhân bà có tiền sử tai biến mạch máu não thoáng qua, bắt buộc mình sẽ phải chụp CT sọ não xem là có tổn thương não hay không, và khi đấy mình sẽ phải điều trị dự phòng. Rồi bệnh nhân nói có đau cách ngồi, bắt buộc em sẽ phải đo ABI, em sẽ phải siêu âm gấp lên mạch xem mức độ tổn thương như thế nào. Đấy là những cái các em cần phải làm khi đề xuất xét nghiệm. Thực ra đề xuất xét nghiệm này nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc các em đã khám được gì trên lâm sàng. Thế chính vì vậy cái này thì nếu như mà nói trên lâm sàng thì các thầy cô giảng giải cho các em ý, khi mà đã có bệnh nhân cụ thể, một tình huống cụ thể thì nó sẽ nói dễ hơn. Còn cái này cô đã nói mang tính chất nó rất là chung chung thế thôi. Đấy là cái cần chú ý. Đấy là ba cái cần chuẩn đoán của bệnh nhân đái tháo đường. Thì khi em đề xuất ra các xét nghiệm và sẽ dựa vào các xét nghiệm của các em sẽ chuẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường chính xác là đái
tháo đường loại nào, thì bệnh nhân đã có biến chứng như thế nào, để khi đó mình có thể đề xuất ra phương hướng để điều trị. Thế phần chẩn đoán xác định này, các bạn có muốn hỏi gì nữa không? Nào, cả nhóm không muốn nói thì có thể nhắn cho cô cũng được. Có muốn hỏi gì nữa không? Bởi vì một khi cô đã pass qua rồi là lúc sau cô sẽ không nhắc lại nữa đâu. Em thưa cô ạ. Ừ. Mà em thưa cô là em có một bệnh nhân ấy ạ. Bệnh nhân nam, năm nay 73 tuổi ạ. Không có yếu tố nguy cơ về tiền sử gia đình hay là béo phì ấy ạ. Cũng không có các rối loạn chuyển hóa, bệnh rối loạn chuyển hóa khác ạ. Nhưng mà bệnh nhân mới gần đây thì có nổi lên một cái hạch ở cổ, thì đi khám thì vô tình phát hiện ra bị đái tháo đường ạ. Và cũng vô tình phát hiện ra là bị cường giáp ạ. Nó lại kết hợp cả hai à? Thế thì có cần để đợi đến mức bệnh kia là nó luôn thể không? Dạ, thì em cũng thắc mắc về là trong cái đái tháo đường thứ phát ấy ạ, thì có nguyên nhân là do cường giáp. Chính xác. Thì cái này có xét nghiệm gì để phân biệt là đái tháo đường này là do đái tháo đường thứ hai hay là do cường giáp không ạ? Thực ra đái tháo đường thứ phát ấy, thực trong bản thân cái bệnh cường giáp ấy, em thực nếu mà cường thông thường ấy, em có thể hiểu như thế này, theo cô hiểu bệnh nhân của em khả năng là nó phối hợp với lý do là bệnh nhân này của em đã lớn tuổi rồi, đúng không? Đường máu là phát hiện một cách rất tình cờ, bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Nó rất phù hợp với cả cái đái tháo đường thứ phát hoặc là đái tháo đường thứ hai vì lý do bệnh nhân lớn tuổi, triệu chứng lâm sàng hoàn toàn không rõ ràng. Cái này còn phụ thuộc vào cái mức độ đường máu của bệnh nhân của các em nữa cơ. Còn cường giáp thì tí nữa sẽ có bài cường giáp cô sẽ nói. Bởi vì thực ra thông thường cường giáp ý, thì như các em thấy triệu chứng của cường giáp nó có phải nó nhẹ nhàng âm thầm không? Có mấy trường hợp mà cường giáp nhẹ nhàng âm thầm không? Thường là rất ít, đúng không? Thế thì thông thường thì những cái cường giáp này của các em nó sẽ phải xem nó là cường giáp do cái gì nữa. Nếu cường giáp do bệnh mạng tính của tuyến giáp hoặc bệnh tự miễn thì nó có thể cùng kết hợp với đái tháo đường ở trong một hội chứng nào đó. Còn trong trường hợp mà cường giáp không phải bệnh lý tự miễn thì có thể nó vô tình kết hợp với nhau hay thôi. Có hiểu gì không? Không. Tí nữa đến bài cường giáp mình nói thêm nhá. Được không? Nào thêm vấn đề chuẩn đoán này còn bạn nào hỏi gì nữa không? Giờ này là giờ có thể hỏi nhé. Đến lúc mà cô đã chuyển qua bài khác rồi là cô không quay lại nữa đâu nhé. Hỏi gì nữa không? Ok, nếu không hỏi gì nữa thì bây giờ đấy, cái phần chuẩn đoán xác định đái tháo đường cô đã có cách tóm lược cho các em như vậy để các em dễ hiểu. Đọc bài lý thuyết thì thấy nó rất là nhạt. Thế thì cái gì cần tóm lại ý chính, cái gì cần cô đọc thì cô đã nhắc rồi. Các em cần phải chú ý những cái đấy. Tiếp này, bây giờ cô sẽ nói tiếp đến phần về điều trị đái tháo đường. Về điều trị đái tháo đường thì đây, ở đây thì cô rất xin cô, tại vì là cô cũng không biết là các em sẽ có giống như các bạn trên Hà Nội hay không, nên là bài soạn này của cô nó mang tính chất khá là đầy đủ, nó có cả điều trị cụ thể và nguyên tắc điều trị. Thế thì ở đây nó có mục tiêu điều trị chung là một, đó là ngăn ngừa các biến chứng, thứ hai là duy trì một sức khỏe và chất lượng cuộc sống ổn định cho bệnh nhân. Cái đấy là dài rất quan trọng vì chất lượng cuộc sống là vô cùng quan trọng. Nếu bệnh nhân mà không đảm bảo được chất lượng cuộc sống thì em dù có biện pháp tốt đến mấy đi nữa không có giá trị gì cho bệnh nhân cả. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân sẽ đạt được HbA1c theo mục tiêu của bệnh nhân, để theo cá thể nhá. Mình sẽ cố gắng làm sao trong vòng 6 đến 12 tháng để đạt được mục tiêu cho bệnh nhân và tránh các biến chứng cấp tính, ví dụ như hạ đường máu và tăng đường máu. Về điều trị một bệnh nhân đái tháo đường, mục đích của nó là kiểm soát đường máu và các yếu tố nguy cơ. Thế thì ở đây em thấy rằng ở đây chủ yếu là đang nói đến cái thể, đến cụ thể của từng nhóm. Thì ví dụ như ở đái tháo đường type 1 thì bệnh nhân sẽ điều chỉnh chế độ ăn, lối sống kèm theo với cả điều trị insulin thôi. Còn đối với bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì
các bước điều trị của bạn sẽ dài hơn đái tháo đường type 2. Thì có cả chế độ ăn, điều chỉnh lối sống, bệnh nhân sẽ kết hợp với thuốc viên. Thuốc viên này của bệnh nhân thì nó sẽ kết hợp đầu tiên có thể 1 thuốc, 2 thuốc, 3 thuốc hoặc là 4 thuốc. Sau đó bệnh nhân có thể, nếu bệnh nhân không đáp ứng được, bệnh nhân có thể dùng insulin hoặc là phối hợp cả insulin và cả thuốc viên. Về mục tiêu kiểm soát đường máu theo ADA, đây là cái mục tiêu kiểm soát đường máu theo ADA. Các em thấy đây là mục tiêu thì rất là rõ nhé. Đường máu đói thì từ 4,4 đến 7,2, đường máu bất kỳ dưới sau ăn dưới 10 này, HbA1c dưới 7. Tuy nhiên nhấn mạnh là cái này là mục tiêu điều trị chung thôi, chứ cái bây giờ nó sẽ thường áp dụng cho những bệnh nhân trẻ ít biến chứng, nguy cơ hạ đường máu thấp thì có mục tiêu điều trị thấp hơn. Còn trong trường hợp bệnh nhân lớn tuổi thì mục tiêu có thể điều trị cao hơn. Cái mục tiêu này là mục tiêu lý tưởng, nhưng mà không phải bệnh nhân nào cũng có thể đáp ứng được như thế. Những bệnh nhân nào mà lớn tuổi như các em thấy thì không thể nào cho mục tiêu như thế này cả. Bởi vì nếu mà như thế này thì nó sẽ làm bệnh nhân càng tăng nguy cơ hạ đường huyết hơn. Thế nên là cái này nó là mang tính chất có lý thuyết. Còn sau khi các em mà đến gặp các bệnh nhân, tùy bệnh nhân của các em thì các em sẽ thấy rằng là không phải bệnh nhân nào cũng có mục tiêu như thế này. Đây chỉ là mục tiêu một cách gọi là chung chung thôi. Đấy. Thế thì các biện pháp không dùng thuốc sẽ gồm có là gì? Tập thể dục, thể thao, tránh béo phì, chế độ ăn để điều chỉnh. Thế can thiệp vào lối sống của bệnh nhân nó sẽ có giảm cân và tăng cân. Thì ở đây nó sẽ dựa vào cái năng lượng ăn vào và năng lượng tiêu thụ của bệnh nhân. Ở đây có nghĩa là như thế nào? Ở đây có nghĩa là như thế này. Các em có thể thấy là bệnh nhân đái tháo đường thì không phải ai cũng cần người ta giảm cân thôi nhá. Em thấy một bệnh nhân đái tháo đường quá gầy thì em không thể bắt người ta giảm cân tiếp được. Bệnh nhân quá gầy thì người ta sẽ không có cơ để người ta tập luyện, người ta không có cơ, như thế thì có nghĩa là cái nơi tiêu thụ của cái đường người ta cũng không có. Thế thì đối với bệnh nhân mà quá gầy thì thực ra mà nói thì bác sĩ lại cần người ta tăng cân. Còn giảm cân khi nào? Khi mà trường hợp bệnh nhân béo thì người ta mới cần giảm cân. Thế chính vì vậy là cái BMI đấy thì nó cũng sẽ trong một cái giới hạn nhất định, chứ không phải là cứ bệnh nhân gầy là tốt. Thế nên là như vậy là mình sẽ phải cái can thiệp của mình nó sẽ phụ thuộc vào bệnh nhân thừa cân hay thiếu cân, nó sẽ vào năng lượng ăn vào và năng lượng tiêu thụ của bệnh nhân. Khi vận động có hiệu quả khi nào? Vận động có hiệu quả khi mà bệnh nhân sẽ tập khoảng ít nhất là 3 ngày trong một tuần. Và thực ra nhưng mà để giảm được cân nặng thì phải ít nhất là 5 ngày một tuần và mỗi một lần thì ít nhất là 30 phút. Cái này của bệnh nhân sẽ phải phụ thuộc vào ưu thích của bệnh nhân. Là bệnh nhân xem bệnh nhân đang muốn là bệnh nhân tập thích môn thể thức thể thao nào. Thích môn thể thao nào và cái này nó sẽ tùy thuộc vào theo thói quen và sở thích của bệnh nhân. Hạn chế các thói quen xấu như là xem TV, chơi game, đúng chưa? Rồi các phòng ngừa hạ đường máu trong và sau khi tập. Hạ đường máu trong và sau khi tập này thì người ta sẽ phụ thuộc vào trước khi bệnh nhân mà tập luyện thể dục ấy, thì thông thường là sẽ bảo bệnh nhân thử đường máu sẽ như thế nào, để nếu không thì bệnh nhân phải ăn nhẹ trước khi tập. Và cái thứ hai nữa là bệnh nhân đái tháo đường thì phải khuyên bệnh nhân là không được tập luyện khi đó, vì nó sẽ làm tăng nguy cơ hạ đường máu. Về chế độ ăn, đây trong sách giáo khoa các em có thể thấy rồi. Đây là những cái nguyên tắc cơ bản để chế độ ăn của nhân đái tháo đường là đầy đủ các chất dinh dưỡng, không làm tăng đường nhỏ máu quá nhiều sau bữa ăn, không làm hạ đường máu xa bữa ăn, duy trì các hoạt động đảm bảo để duy trì hoạt động thường ngày. Ví dụ cô có thể ví dụ là một bệnh nhân mà người ta làm việc chẳng hạn, như là người ta đi lao bệnh nhân làm ruộng chẳng hạn, thì em không thể nào bắt người ta ăn một bát cơm được, người ta sẽ đói. Người ta đói, người ta hạ đường huyết ra đấy thì còn khổ hơn và người ta lại còn nguy hiểm hơn. Thế nên những bệnh nhân đấy có khi người ta vẫn có thể ăn được 2 lên bát cơm.
Ví dụ như thế chẳng hạn, không có phải là tất cả bệnh nhân đều là anemia thôi nhé. Cái vấn đề ăn ít hay ăn nhiều, nó sẽ tùy thuộc vào vấn đề là bệnh nhân đã đạt được cân nặng lý tưởng hay chưa. Nó phụ thuộc vào cái hoạt động thể lực hàng ngày của bệnh nhân như thế nào. Nó sẽ phụ thuộc vào việc thói quen ăn uống của bệnh nhân và cái khả năng ăn uống của bệnh nhân. Ví dụ như em bảo là một bệnh nhân mình người ta cần phải là ăn cá chẳng hạn. Ăn cá thì để cho nó nhiều chất đạm dinh dưỡng lại ít tinh bột chẳng hạn và ít làm tăng đường máu chẳng hạn. Thế nhưng mà những trường hợp mà người ta đang ăn, người ta không đủ điều kiện thì người ta ăn cái đấy thường xuyên thì em không nắm bắt người ta ăn được. Em sẽ phải phụ thuộc vào khẩu vị của người ta để em tư vấn. Nên thực ra tư vấn chế độ ăn cho bệnh nhân đái tháo đường là rất là phức tạp và nó sẽ tùy thuộc vào từng bệnh nhân khác nhau. Đấy, đơn giản, không quá đắt tiền. Cái này cũng là một cái đắt tiền quá bệnh nhân không theo được đâu. Không thể thay đổi quá nhanh hoặc quá nhiều các bữa ăn, có nghĩa là gì? Em sẽ nên tư vấn cho bệnh nhân là bệnh nhân sẽ tùy thuộc vào theo thói quen nấu nướng, thói quen ăn uống của bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ có những cái chế độ ăn xem nhau giữa các ngày. Thì khi đó thì mới đánh giá được cái liều lượng thuốc mà bệnh nhân sẽ cần sử dụng như thế nào cho phù hợp. Bởi vì bệnh nhân cứ ăn thêm một chút thì nó sẽ làm thay đổi đường máu, nên là mình sẽ cần phải có chế độ ăn tương nhau một chút. Đây là tháp dinh dưỡng, cái nào ăn ít, cái nào ăn nhiều, tỷ lệ thành phần bao nhiêu các em có thể thấy. Thực ra nó cũng tương đương như một người bình thường thôi, chỉ là vấn đề là bệnh nhân sẽ phải ăn ít chất béo và ăn ít các chất có tinh bột. Thế thì đấy là một, đó là vấn đề về điều chỉnh cái chế độ ăn và luyện tập. Cái thứ hai đó là vấn đề mà bệnh nhân sử dụng các thuốc. Thế thì ở đây đối với nhóm các em nói về mặt nguyên tắc thì cũng chỉ nói qua một chút là các thuốc hạ đường huyết thì nó sẽ gồm có các thuốc viên và insulin, đúng không? Các thuốc viên hạ đường huyết và insulin thì các thuốc hạ đường máu này nó đều có tác dụng là một là nó có thể làm giảm tình trạng kháng insulin và thứ hai là nó làm tăng chức năng của tế bào beta do tế bào beta bị suy. Và khi tác dụng hiệp đồng của một cái làm giảm tình trạng kháng insulin và tăng tác dụng của tế bào, tăng tác dụng của tiết insulin của tế bào beta của đạo trị hợp lại với nhau thì nó chính là có tác dụng để hạ đường máu. Đây là cơ chế tác dụng thuốc của mình. Cơ thể tác dụng làm hạ đường máu của một số loại thuốc, cái này thì em chưa học đến, biết thế đó nhá. Đây là các loại nhóm thuốc thì ở đây cô sẽ nói rất rõ nhưng mà các em chưa học đến cái phần này. Thế thì các em mới chỉ hiểu nguyên tắc đây là các loại thuốc viên tiểu đường. Đó. Thứ hai đó là các về nguyên tắc điều trị thuốc viên thì thứ nhất là bệnh nhân sẽ phải khởi đầu bằng liều thấp, chỉnh liều từ từ dựa trên vào đường máu, tôn trọng các chỉ định và chống chỉ định, theo dõi tác dụng phụ và phối hợp các loại thuốc theo hướng dẫn. Thực ra đa phần các loại thuốc tiểu đường cũng đều có thể phối hợp với nhau, người ta sẽ không cùng dùng cùng một thuốc của cùng một thuốc và cùng hai thuốc cùng một nhóm, nhưng người ta có thể phối hợp các nhóm thuốc với nhau. Phối hợp các nhóm thuốc thì sẽ có tác dụng là thứ nhất là nó sẽ làm tăng hiệu quả của thuốc, thứ hai là làm giảm tình trạng nhường kháng thuốc cho bệnh nhân và nó cũng giảm liều lượng nên nó cũng sẽ làm giảm nguy cơ xuất hiện biến chứng cho bệnh nhân. Về chỉ định điều trị thuốc viên của bệnh nhân, thuốc viên thì thông thường là mấy em thấy là chủ ở đái đường type 2 mà có một số trường hợp đái tháo đường thứ phát, đái tháo đường type 1 thì mình sẽ không sử dụng đến thuốc viên hạ đường huyết. Về chỉ định điều trị insulin, insulin thì được chỉ định trong trường hợp gì? Thứ nhất là bệnh nhân đái đường type 1, thứ hai là bệnh nhân đái tháo đường type 2 trong những trường hợp như là bệnh nhân có thai, bệnh nhân điều trị thuốc viên thất bại, bệnh nhân có suy thận, bệnh nhân có bệnh lý gan nặng, bệnh nhân bị nhiễm khuẩn hoặc bệnh nhân cần phẫu thuật, có các biến chứng cấp tính, có sau tai biến mạch máu não, sau nhồi máu cơ tim, v.v. Nghĩa là trong những trường hợp là không đáp ứng với thuốc viên là một, thứ hai là trong những trường hợp biến chứng cấp tính hoặc là bệnh lý gan thận nặng thì khi đó mình cũng phải dùng đến insulin. Về điều trị insulin thì đây cái này thì chắc là để đi sáng em học rõ hơn. Cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái cơ chế bài tiết insulin bình thường, để từ đó các bác từ đó sẽ đưa ra các phác đồ điều trị insulin khác nhau. Thế thì chú ý các em có thể là chưa biết được các loại insulin là loại như thế nào, tuy nhiên các em cũng cần phải biết là tác dụng phụ của insulin là gì, đó là hạ đường huyết,
tăng cân, dị ứng và loạn dương mỡ tại trụ tiêm. Và đây, cái này thì chung chung, cái này thì cụ thể quá rồi, thì cái này thì cô không nói gốc. Đây là các dụng cụ tiêm insulin, các em có thể nhìn thấy này. Các em có thể nhìn thấy hiện tại mình đang có này, một. Thực ra mình chỉ dùng hai loại thôi, đó là bút tiêm và thứ hai là kim tiêm insulin là chính. Còn những cái trường hợp mà cái loại mà bơm insulin dưới da, bơm pump insulin này thì mình chưa có. Đây là một số hướng dẫn điều trị cụ thể. Thì cái này cô chỉ nói qua, như các em nhìn thấy đấy, hầu hết các phác đồ điều trị các em thấy rằng là đầu tiên đó là bao giờ cũng là điều chỉnh chế độ ăn, luyện tập, rồi chế độ dinh dưỡng, cân nặng, nghĩa là kiểm soát về yếu tố nguy cơ. Thứ hai đó là khi mà điều chỉnh bằng chế độ ăn và luyện tập không được, người ta bắt đầu mới điều trị thuốc. Điều trị thuốc thông thường thì nhóm thuốc vẫn được ưu tiên sử dụng đó là metformin, vì một là nó có hiệu quả cao, thứ hai là nó có tác dụng giảm cân nữa, nó ít nguy cơ hại đối nhất, chi phí của nó tất nhiên là thấp, thế nên là nó khá phù hợp đối với Việt Nam mình. Còn khi điều trị metformin đơn trị liệu không đáp ứng mà không có hiệu quả thì người ta có thể phối hợp metformin với cả các loại thuốc như thế này. Và khi phối hợp hai loại là cũng chưa có hiệu quả, sau khoảng 3 tháng người ta đánh giá không có hiệu quả thì người ta có thể phối hợp thêm 3 thuốc, 4 thuốc hoặc phối hợp với insulin nền, hoặc sau đó là có thể dùng các mũi insulin điều trị để kiểm soát đường máu. Đây là một cái bảng mới nhất gần đây năm 19 và năm 20 theo phác đồ điều trị insulin và điều trị đái tháo đường, điều trị tiểu đường đặc nhân đái tháo đường tiếp 2. Thì ở đây thì người ta vẫn ưu tiên first line, ưu tiên người ta vẫn ưu tiên là để điều trị thuốc viên ở đây. Nhưng mà ở đây thì người ta nhấn mạnh một cái, đó là trong những trường hợp mà bệnh nhân mà có biến cố về tim mạch rồi là có nguy cơ về tim mạch nhiều thì người ta có thể ưu tiên sử dụng nhóm thuốc chế mới đường 2. Đấy là nhóm thuốc mới có rất nhiều hiệu quả, vừa có tác dụng hạn đường huyết, có tác dụng giảm cân, lại cũng có tác dụng để bảo vệ tim mạch. Tuy nhiên trong trường hợp những bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ hoặc là người ta không là chi phí điều trị thấp thôi, người ta không có khả năng để chi phí điều trị cao thì metformin hoặc là nhóm sulfonylurea thì vẫn được ưu tiên sử dụng. Các em thấy đó, đây là điều trị một bệnh nhân đái tháo đường. Các em thấy mình sẽ có ba cái, đó là chế độ ăn, chế độ luyện tập và dùng thuốc. Đây là mình sẽ phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ thì gồm có là rối loạn mỡ máu, béo phì, rồi tăng huyết áp, thừa cân, và mình sẽ phải làm sao để phát hiện được các biến chứng thần bên biến chứng mạch máu này, biến chứng thần kinh này. Đây là biến chứng về nhồi máu não, đột quỵ, rồi tắc mạch, nhiễm trùng. Đây là những biến chứng mà mình cần phải kiểm soát. Nhìn thì nó rất phức tạp đúng không? Nên điều trị bệnh nhân đái tháo đường là không hề dễ. Thế thì điều trị ở bệnh nhân đái tháo đường thì mình cần phải chú ý là bên cạnh cái việc các em kiểm soát đường máu, các em cũng phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ như là béo phì, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu. Cái này mình phải điều trị đồng thời với nhau. Đây là cái hôn mê hạ đường huyết, thì bởi vì làm sao nói riêng, bởi vì là trong trường hợp mà bệnh nhân mà kiểm soát đường huyết quá chặt chẽ, nó cũng làm cho bệnh nhân bị đến nguy cơ hạ đường huyết. Và như các em thấy, hạ đường huyết nó được coi là một biến chứng cấp tính, và nếu như các em không biết để phát hiện ra kịp thời thì bệnh nhân có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho bệnh nhân. Nên là mình, nên là cái này thì cô nhấn mạnh riêng và các em sẽ cần phải chú ý, bởi vì cái này các em có thể gặp rất nhiều khi các em đi trực, và cái này cần phải xử trí cấp. Thực ra cái cách xử trí của nó rất đơn giản, nó không hề phức tạp, nhưng mà nếu mà mình không biết cách xử trí thì nó lại gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Thế thì nguyên nhân gây hạ đường máu thường gặp là gì? Thứ nhất đó là bệnh nhân do dùng thuốc. Ở những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 mà bệnh nhân đang dùng insulin hoặc là dùng nhóm SU thì đấy là hai nhóm thuốc mà có nguy cơ hạ đường huyết nhiều nhất. Thứ hai là bệnh nhân không giảm liều sau khi tăng liều tạm thời như thế nào. Ví dụ bệnh nhân đang có nhiễm trùng thì sẽ phải dùng lượng insulin cao, nhưng sau đó thì lại giảm xuống, thì lại không giảm xuống. Thứ ba là bệnh nhân bị sai lầm trong chế độ ăn là gì? Bệnh nhân ăn ít quá. Đa phần bệnh nhân đái tháo đường thì được khuyên là ăn ít đi. Rất nhiều bệnh nhân người ta nghĩ rằng là ồ, như thế thì tôi không nên ăn nữa, tôi ăn ít đi thôi. Có người ăn có 1-2 thìa cơm một bữa. Và như vậy là như thế nào? Khi đấy thì làm cho cái việc mà bệnh nhân đang dùng thuốc mà ăn quá ít thì nó sẽ làm cho đường máu hạ xuống thấp và có nguy cơ hạ đường máu.
hoạt động thể lực. Đó là khi mà bệnh nhân thì thấy tôi béo quá rồi, tôi phải đi tập thể dục thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều để giảm cân. Thế là bệnh nhân luyện tập quá mức. Trong lúc bệnh nhân bị đói, hoặc là trong trường hợp bệnh nhân đi tập mà bệnh nhân không ăn, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân bị hạ đường huyết. Và một cái nữa, đó là uống rượu. Khi mà uống rượu ấy, các em có thể, đầu tiên mình có thể hiểu là những bệnh nhân uống rượu ấy, nó sẽ làm tăng nguy cơ tổn thương gan, như thế nó sẽ làm tăng lượng máu, đúng không? Đúng là như thế. Thế nhưng mà nếu như uống rượu kết hợp với cả dùng các thuốc tiểu đường thì nó lại là tăng tác dụng của thuốc và nó làm tăng nguy cơ hạ đường máu. Cái đây cũng nguy hiểm không kém. Thế các dấu hiệu hạ đường máu là gì? Các dấu hiệu hạ đường máu nó sẽ xuất hiện khi mà đường máu dưới 3,9 mmol trên lít. Dấu hiệu sớm nhất đó là đói. Em cần rất quan tâm đến vấn đề là bệnh nhân kêu đói. Cái đầu tiên mình cần phải chú ý vào nó, một cái rất là gọi là dấu hiệu gợi ý vô cùng cho bệnh nhân đái tháo đường mà bị hạ đường huyết, đó là triệu chứng đói. Bệnh nhân sẽ kêu đói này, đau đầu này. Xong nặng hơn nữa thì bệnh nhân có thể vã mồ hôi, đánh trống ngực, lo sợ run tay chân. Nặng hơn nữa bệnh nhân có thể lẫn lộn, nói khó, kích thích. Và nặng nữa là hôn mê. Và nếu như không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Nên là các em sẽ phải nhận biết được các dấu hiệu này. Về điều trị hạ đường máu thì bệnh nhân mà còn ăn uống tỉnh táo được, các em có thể cho bệnh nhân ăn đủ đường, uống nước đường, nước sữa, ăn kẹo vân vân. Nên thực ra ở bệnh nhân đái tháo đường ấy thì thường là mình cũng khuyên một cái, đó là luôn luôn phải chuẩn bị một ít đồ ngọt trong túi. Người ta có thể để một cái kẹo ngọt ở đường để dự phòng cái trường hợp người ta bị hạ đường huyết. Đấy. Đấy là vấn đề về điều trị của đái tháo đường và nguyên tắc điều trị. Nào, bạn nào có hỏi gì không? Vì các em là chưa đến năm nay, các em không học về điều trị cụ thể, thế nên là các loại thuốc viên cụ thể đái tháo đường chỉ định chống chỉ định như thế nào, rồi liều bắt đầu như thế nào, rồi các loại insulin và thời gian tác dụng của các loại insulin, các tác đồ insulin thì cô sẽ không nói sâu đến phần đấy, mà chỉ nói đến phần nguyên tắc điều trị thôi. Nguyên tắc điều trị bệnh nhân đái tháo đường thì nó như cô tóm lại thì nó sẽ có ba cái chính. Một đó là điều trị bằng không dùng thuốc, hay là điều trị bằng chế độ ăn và luyện tập. Thứ hai là điều trị thuốc viên, và thứ ba là điều trị thuốc tiêm. Cái này nó sẽ có chỉ định điều trị insulin trong những trường hợp nào, điều trị thuốc viên tiểu đường thông thường là nó sẽ dùng trường hợp đường thứ hai và một số đái tháo đường thứ phát. Và khi điều trị insulin và đấy là những cái cơ bản, và còn cái nữa đó là vấn đề liên quan đến hạ đường huyết thì các em sẽ cần phải chú ý. Nào, cái cả nhóm có muốn hỏi gì không? Cái vấn đề mà bệnh nhân như em hỏi ấy, bệnh nhân trong trường hợp bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường mà vào viện trong tình trạng hôn mê, thời điểm không thể kiểm tra được đường huyết thì vẫn ưu tiên không? Cái này thì em không thể nào em nói là không thể kiểm tra đường huyết được, bởi vì cái việc kiểm tra đường huyết thì bây giờ ngay kể cả người nhà bình thường họ có một cái máy thử đường huyết rồi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là một bệnh nhân đái tháo đường mà đi vào mà có hôn mê thì không phải là lúc nào người ta cũng hạ đường huyết, mà người ta có thể là tăng đường huyết. Hạ đường huyết, cái này thuốc tiểu đường như thế nào, trong trường hợp mà người ta bỏ thuốc thì đừng nghĩ cái đấy là vấn đề là bệnh nhân do hạ đường huyết mà nó do tăng đấy. Còn trong trường hợp mà người ta uống thuốc vẫn rất đều mà giai đoạn này người ta ăn ít đi, người ta bị tiêu chảy, người ta bị buồn nôn nôn thì hãy nghĩ đến là hạ đường huyết. Thế thì một bệnh nhân đái tháo đường mà hôn mê ấy, thì cái đấy mình sẽ phải đi tìm, mình sẽ phải khai thác tiền sử rất rõ trước khi em muốn nói là hạ đường huyết hay tăng đường huyết, mà nếu em không kiểm tra được máu đường ngay. Còn về mặt nguyên tắc ấy, thì cái việc kiểm tra đường máu ngay một lúc, ngay lúc đó một mẫu test đường máu mang này, thì cô nghĩ cái đấy nó không quá khó khăn, và cái đấy nó là cái điều trị xử trí cấp cứu ở bất kỳ cái phòng khám cấp cứu nào đều có rồi. Nào, có bạn nào hỏi gì nữa không?
cái vấn đề mà đường máu sau ăn là 3,7 này, cái vấn đề đấy em phải, thực ra có rất nhiều trường hợp người ta cũng có thể biểu hiện là như vậy. Bạn nếu cái này thì người ta sẽ không nói tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chẩn đoán thì chẳng có cái nào nó đường máu son quá thấp nào tới chẩn đoán cả. Cái này người ta sẽ coi như đây là bình thường, đúng không? Dưới 7,8 người ta coi như là bình thường mà. Bạn nào có vấn đề mình chỉ để theo dõi thôi, hoặc là có thể là cái đấy là do bị bệnh nhân nhạy cảm nhiều hơn. Cái này nếu mà được ấy, thì có thể làm thêm cái định lượng insulin về septic xem như thế nào. Nào hỏi gì nữa không? Hỏi gì về điều trị đái tháo đường nữa không? Nguyên tắc thôi nhá, bởi vì cái này các em chưa học điều trị cụ thể đâu. Còn cái chính của bài vấn đề bệnh nhân vào viện với hôn mê gia tăng đúng không, có xử lý tiêm insulin hay không ấy, thì thực ra em sẽ phải đánh giá xem là hôn mê này là hôn mê do tăng áp lực thẩm thấu hay là hôn mê nhiễm transcetone. Nếu mà đường máu quá cao thì em vẫn phải tiêm insulin. Tuy nhiên, như em thấy trong trường hợp mà tăng áp lực thẩm thấu thì người ta sẽ ưu tiên vấn đề về mùa dịch nhiều hơn. Còn trong vấn đề mà bệnh nhân mà bị nhiễm transcetone thì người ta sẽ ưu tiên để điều chỉnh bằng tiêm insulin. Thử test là xong rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ không phải nghe chưa đó. Còn muốn hỏi gì nữa không? Là test cái này là được rồi đúng không? Là thôi rồi đúng không? Thế cảm ơn Hiền nhiều nhé. Thế chiều thứ sáu là mấy giờ nhỉ? 5 giờ à? Nếu bệnh nhân điều trị mình vào bằng điện thoại thuốc đều nhưng trong 3-4 tuần lên thì chờ 5-6. À, cái vấn đề em đang hỏi, cái vấn đề này nó liên quan đến vấn đề về điều trị đấy, chứ không phải là vấn đề liên quan đến nguyên tắc điều trị đâu. Bởi vì đường máu đói của bệnh nhân mà là 5, thì đường máu đói thường 8, cái này nó có rất nhiều yếu tố. Bởi vì em phải hiểu là khi làm đường máu buổi sáng đói, nó còn phụ thuộc vào ngày hôm trước bệnh nhân ăn lúc nào, bệnh nhân có ngủ được hay không, bệnh nhân có ăn thêm bữa nào hay không. Nó có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến, chứ không phải là chỉ vì vấn đề về mục tiêu. Vấn đề là đường máu, vấn đề là khi đường máu đói cao và có vấn đề rồi xem bệnh nhân có hạ đường huyết về đêm hay không, nó có hội chứng Sumosi hoặc là hội chứng hừng đông nữa. Đái tháo đường mà tăng acid uric máu, thực ra mà nói thì cái này thì cô chưa đọc được, nhưng cô cũng thấy là mọi người cũng có nói là liệu nó có liên quan đến hay nhau với nhưng không, bởi vì nó đều là một cái điều là rối loạn chuyển hóa. Tuy nhiên là cái này thực sự thì cô cũng chưa đọc được, vì không phải vì rất nhiều bệnh nhân, cô thấy bệnh nhân đái tháo đường thì acid uric máu hoàn toàn bình thường. Nào hỏi gì nữa không? Đây là xong rồi đúng không? Nào có hỏi gì nữa không? Em có cái kết quả này của anh ấy. Lần này đường nó xuống 6, A một C nó vẫn mà đường nghiệm vẫn lớn 5 người. Em nhìn thấy chưa? Có thay đổi hơn. À, cái vấn đề là bệnh nhân tăng acid uric máu này phải dùng allopurinol, không những không phải đó là có bụng hút thì bệnh nhân mới dùng allopurinol nữa nhé. Dối loạn acid uric máu cũng là một trong các đường, nó cũng là một dối loạn chuyển hóa. Cái này thì cô nghĩ là cái này chưa chắc nó là do thái tử đường đâu, mà có thể là vô tình phối hợp các dối loạn chuyển hóa với nhau thôi. Ok, hỏi gì nữa không? Tóm lại, chốt lại nha. Cô chốt lại cái bài này như thế này nè, để các em có thể hiểu được cái gọi là cái cốt lõi của cái bài này. Đó là thứ nhất, đó là cái phần cái chính của em, đó là
chẩn đoán xác định đái tháo đường, đúng không? Chẩn đoán xác định đái tháo đường thì em cũng cần phải chú ý là chẩn đoán tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường. Thứ hai đó là các em phải nhớ được cách phân loại đái tháo đường. Thứ ba đó là phải nhớ được các biến chứng của đái tháo đường và cách tầm soát các biến chứng. Cái thứ hai đó là nguyên tắc điều trị. Nguyên tắc điều trị thì thứ nhất là nguyên tắc điều trị nó sẽ có các phương pháp điều trị, là gồm có phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc. Không dùng thuốc đó là chế độ ăn, luyện tập và giảm cân. Thứ hai để tránh béo phì. Thứ hai đó là dùng thuốc thì có dùng insulin và dùng thuốc viên hạ đường huyết. Thế thì cái này về thứ hai là về nguyên tắc điều trị, mục tiêu điều trị chung của bệnh nhân đái tháo đường. Thì cái đấy cô đã nói rồi, các em sẽ chú ý đến cái mục tiêu điều trị chung. Tuy nhiên mình phải hiểu là bây giờ điều trị bệnh nhân đái tháo đường là điều trị theo từng cá thể, mà muốn theo từng cá thể có nghĩa là phải có từng bệnh nhân cụ thể. Thì các em có thể đọc một số những guideline, bây giờ các em công nghệ của em siêu hơn cả cô, các em có thể đi vào tìm rất là đơn giản. Ví dụ như theo các guideline vẫn có bộ nội tiết này, hoặc là ví dụ như là theo ADA. Theo anh theo ADA thì bình thường đúng không? Theo ADA thì các em có thể thấy rằng là tùy thuộc vào những yếu tố nguy cơ, tùy thuộc vào xem bệnh nhân có biến chứng như thế nào, tùy thuộc vào xem tuổi rồi tiên lượng sống của bệnh nhân mà sẽ có các mục tiêu điều trị khác nhau. Các em có thể tìm hiểu trước, và khi mà đi học trên lâm sàng ấy, phụ thuộc vào từng bệnh nhân cụ thể các em. Các em có thể hỏi ý kiến các thầy cô xem là bệnh nhân của các em mục tiêu cụ thể nó là như thế nào cho nó phù hợp. Cái tiếp theo đó là chú ý cho cô vấn đề về hạ đường huyết. Mình cần phải chú ý. Đấy là những cái cốt lõi của bài đái tháo đường ngày hôm nay. Rồi, cả nhóm có hỏi gì nữa không?